Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Mỹ đánh giá dân Việt Nam không có khả năng thay đổi chính phủ một cách ôn hòa. Phương án 2. Bộ Ngoại giao Mỹ vào hôm 12 tháng 4 đã công bố bản báo cáo về tình hình nhân quyền của các nước trên thế giới trong năm 2021. Trong đó có Việt Nam được nêu như là một quốc gia độc tài, một đảng cầm quyền và cuộc bầu cử quốc hội không tự do cũng không công bằng, không có sự cạnh tranh và hạn chế giữa các ứng cử viên do Đảng Cộng sản Việt Nam xét duyệt kỹ. Báo cáo do Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phát hành cho biết công dân Việt Nam không có khả năng thay đổi chính phủ của họ một cách hòa bình thông qua cuộc bầu cử tự do và công bằng, hạn chế nghiêm trọng đối với sự tham gia chính trị, chính phủ thì tham nhũng rất mạnh, buôn người và những hạn chế đáng kể đối với quyền tự do, hiệp hội của người lao động và sử dụng lao động trẻ em bắt buộc. Đây là điều đánh giá khách quan của chính phủ Hoa Kỳ và nó trở thành một lo ngại cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh áp phích cổ động cho bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân Hà Nội vào hôm 19 tháng 5. Hồi tháng 5 năm 2021, chính phủ Việt Nam quyết tâm tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 trong bối cảnh bùng phát của đại dịch COVID-19, trong khi Việt Nam chưa có đủ vaccine và thuốc chữa trị. Có hai người nộp đơn tự ứng cử đại biểu Quốc hội là ông Lê Trọng Hùng và ông Trần Quốc Khánh bị bắt giữ trước khi cuộc bầu cử diễn ra, sau đó bị tuyên án lần lượt 5 năm và 6 năm rưỡi tù giam với cáo buộc phát tán tài liệu nhằm chống nhà nước, theo điều số 117 của Bộ Luật Hình sự. Theo báo cáo của phía chính phủ Hoa Kỳ, thì cục này có các báo cáo đáng tin cậy về các vụ giết người bất hợp pháp hoặc tùy tiện của chính phủ, tra tấn và đối xử và trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục bởi các nhân viên chính phủ, bắt giữ và giam giữ tùy tiện, tù nhân chính trị và sự trả thù, có động cơ chính trị đối với các cá nhân ở các quốc gia khác. Ngoài ra còn có những vấn đề nghiêm trọng với tính độc lập của cơ quan tư pháp là can thiệp tùy tiện hoặc bất hợp pháp vào quyền riêng tư, hạn chế nghiêm trọng đối với tự do ngôn luận và phương tiện truyền thông, bao gồm việc bắt giữ và truy tố tùy tiện những người chỉ trích chính phủ, kiểm duyệt và các luật về tội phỉ báng, hạn chế nghiêm trọng về tự do Internet, can thiệp đáng kể của quyền tự do, hội họp, hòa bình và tự do, hiệp hội. Hạn chế quyền tự do đi lại, bao gồm cả việc cấm xuất cảnh đối với các nhà hoạt động xã hội khác tại Việt Nam. Đây là hình ảnh ứng cử viên đại biểu Quốc hội Lê Trọng Hùng bị bắt giữ trước khi cuộc bầu cử diễn ra, sau đó bị tuyên án 5 năm tù giam. Báo cáo cũng cho hay chính phủ Việt Nam thỉnh thoảng có hành động sửa chữa, bao gồm cả truy tố các quan chức vi phạm nhân quyền hoặc tham nhũng. Nhưng các sĩ quan cảnh sát và quan chức nhà nước thường hành động mà không bị trừng phạt. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế vào hôm 4 tháng 4 năm 2022 ra thông cáo báo chí kêu gọi Liên minh châu Âu cần đặt ra những cột mốc và chế tài về vi phạm nhân quyền rõ ràng cho phía Việt Nam. Thông cáo được đưa ra trước thềm hội đối thoại nhân quyền giữa châu Âu và Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra tại thủ đô Bruxelles, Bỉ vào ngày 6 tháng 4. Tổ chức có trụ sở tại New York cũng đưa ra phát biểu rằng Liên minh châu Âu cần kêu gọi Việt Nam tuân thủ các nghĩa vụ về nhân quyền, chấm dứt các đàn áp các nhà hoạt động và phóng thích tất cả tù nhân chính trị. Đây là hình ảnh các nhà hoạt động xã hội liên tiếp bị xét xử vào hồi cuối năm 2021. Châu Âu cũng từng tuyên bố rằng quan hệ chặt chẽ hơn với Việt Nam sẽ mang lại những tiến bộ về nhân quyền. Nhưng Hà Nội đã đang gia tăng đàn áp đáng kể từ khi Hiệp định Thương mại Tự do được thông qua vào năm 2020. Tại Bruxelles, Bỉ cũng không nên tiếp tục dung thứ các vi phạm trắng trợn của chính quyền Việt Nam đối với nghĩa vụ và trách nhiệm về nhân quyền của họ. Ông Claudio, chuyên gia vận động nhân quyền tại Liên minh châu Âu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế đã nói. Tổ chức này cũng gửi một tờ trình đến Liên minh châu Âu thúc giục họ đặt ra yêu cầu phải có các chỉ dấu rõ ràng, cụ thể và dễ đánh giá hoặc các kết quả thực tế đánh dấu về tiến bộ nhân quyền phù hợp với các hướng dẫn của chính quyền châu Âu và đặt ra các hậu quả nếu chính phủ Hà Nội vẫn tiếp tục vi phạm. Tổ chức bị chính quyền quy kết là thiếu thiện chí như Việt Nam chỉ ra xu hướng gia tăng đáng lo ngại về các vụ bắt bớ các nhà hoạt động xã hội môi trường với cáo buộc được công bố là trốn thuế. Đây là hình ảnh khẩu hiệu Công an Nhân dân chỉ còn biết
còn đảng, còn mình được treo giữa thủ đô Hà Nội. Đơn cử như vụ công an đã bắt giữ các lãnh đạo các tổ chức xã hội dân sự có đăng ký hợp pháp với nhà nước Việt Nam như nhà báo Mai Phan Lợi và luật sư Đặng Đình Bách với cáo buộc là trốn thuế khi họ đang cố gắng tham gia nhóm tư vấn trong nước. Một cơ quan được cả hai phía châu Âu và Việt Nam đồng ý thành lập để khối xã hội dân sự độc lập có thể giám sát việc thực thi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và châu Âu EVFTA. Đây là một thủ đoạn của nhà cầm quyền Việt Nam nhằm bịt tiếng nói tự do và trung lập ở trong nước. Liên minh châu Âu vào hồi tháng 12 năm ngoái cũng từng kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam phải trả lại tự do cho các nhà hoạt động nhân quyền, đảm bảo quyền được xét xử công bằng cho mọi cá nhân. Trong lúc tòa án và các tỉnh thành đem hàng loạt các nhà bất đồng chính kiến ra xét xử với các mức án nặng nề được đưa ra. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin đã qua một năm điều tra, giờ Tô Lâm đưa Trần Quý Thanh lên thớt đã được chừa. Cách đây một năm, cụ thể là ngày 9 tháng 3 năm 2021, ông Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an Việt Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai. Theo đó, vụ án được khởi tố căn cứ vào đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển KO Đồng Nai cùng với một số cá nhân khác tố cáo bà Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích sống tại quận Bình Thạnh. Cả hai đều là con gái ông Trần Quý Thanh và Nguyễn Phi Long sống tại quận 6 và một số cá nhân thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Sự việc bắt đầu từ ngày 7 tháng 12 năm 2020 tại buổi họp báo thông tin về kết quả công tác vào năm 2020 và vụ việc trọng tâm vào năm 2021. Ông Đại tá Chữ Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C01 cho biết, C01 đang điều tra về đơn của ông Lê Văn Lâm tố cáo bà Trần Uyên Phương cùng một số cá nhân. Theo đơn tố cáo, bà Phương cùng một số cá nhân liên quan có hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản, trốn thuế thông qua việc chuyển nhượng dự án cổ phần doanh nghiệp gây thiệt hại cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển KO hơn 1.000 tỷ đồng. Đây là hình ảnh lệnh khởi tố đã ban từ một năm trước. Trước đó, C01 có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân quận Thủ Đức và quận Bình Tân giữ nguyên hiện trạng 33 thửa đất đứng tên bà Trần Uyên Phương tại các địa phương này. Khởi tố vụ án là để Bộ Công an điều tra làm rõ và củng cố thêm chứng cứ. Cho tới nay, đã là một năm trôi qua, nhưng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an không khẳng định ông Trần Quý Thanh và con gái ông vô tội. Điều đó đồng nghĩa với việc hồ sơ đã được điều tra và bổ sung chứng cứ để chuẩn bị khởi tố bị can. Hiện nay, 5 nhân vật cao nhất trong Bộ Chính trị gồm có ông Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Phạm Minh Chính, ông Vương Đình Huệ và Võ Văn Thưởng đã họp và quyết định tấn công vào những chủ doanh nghiệp lớn trong ngành bất động sản. Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt có nguy cơ dính dáng đến bất động sản vì dù lý do khởi tố là phát hình trực tiếp, chửi bới các nghệ sĩ và quan chức. Ông Trịnh Văn Quyết bị bắt liên quan đến chứng khoán, nhưng sau khi bắt, một số dự án của FEC cũng đang bị dừng triển khai. Ngoài ra, còn có ông Đỗ Anh Dũng, ông lại bị bắt liên quan đến vấn đề bất động sản. Đây là hình ảnh ông Trần Quý Thanh. Hiện nay, báo chí nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam không ngần ngại nói rằng Đảng và Nhà nước đang chấn chỉnh lại các hoạt động và các doanh nghiệp trong ngành chứng khoán và ngành bất động sản. Và thực tế họ đã bắt những ông chủ của các doanh nghiệp tỷ đô. Rất nhiều tên tuổi đã bị sổ khám. Tuy nhiên hiện nay có một nhân vật đang bị Bộ Công an nghiên cứu hồ sơ một năm mà chưa bắt. Đó là ông Trần Quý Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát. Thực ra Tập đoàn Tân Hiệp Phát vốn là một công ty sản xuất trong ngành nước giải khát, là một công ty tỷ đô và đang ăn nên làm ra. Dù ông Trần Quý Thanh nhiều lần dính vào các vụ bê bối nước giải khát có rồi, nhưng thực tế cần phải thừa nhận là ông Thanh đã đưa Tân Hiệp Phát phát triển rất mạnh trên thương trường. Tuy nhiên, vì mãnh lực đồng tiền kiếm được trong ngành bất động sản quá hấp dẫn mà ông Thanh và các con của ông đã nhảy sang tìm kiếm lợi nhuận ở ngành này. Đó là bước rẽ ngang mang tính bước ngoặt. Những ngày gần đây, nhiều nguồn tin đồn đoán rằng Bộ Chính trị đang nhắm đến ông Tân Hiệp Phát, ông Trần Quý Thanh,
đây cho dù là tin đồn, nhưng không phải là không có lý do khi mà Bộ Chính trị đang đẩy mạnh việc đại phẫu ngành bất động sản và ngành chứng khoán tại Việt Nam. Thêm vào đó là thời hạn điều tra vụ án đã hết một năm, Bộ Công an cũng nên có câu trả lời trước công chúng là có khởi tố hay không. Đây là hình ảnh được cho thấy là ông Trần Quý Thanh tại cơ quan cảnh sát điều tra. Bất động sản là một ngành đang phát triển rất méo mó, trong đó vai trò của các người đứng đầu các công ty tỷ đô là không hề nhỏ. Ông Trần Quý Thanh là một chủ doanh nghiệp hội tụ hết mọi yếu tố mà Bộ Chính trị đang nhắm đến. Đó là một doanh nghiệp tỷ đô, hoạt động trong ngành bất động sản và hồ sơ khởi tố đang nằm trên bàn của Bộ Công an. Có lẽ Tân Hiệp Pháp sẽ bị đưa lên thớt vào một ngày nào đó mà thôi, bởi vì vấn đề mua bán tốc bất động sản của Tân Hiệp Pháp liên quan đến số tiền rất lớn. 1.000 tỷ đồng, gần gấp đôi số tiền ông Trịnh Văn Quyết trục lợi trên sàn chứng khoán.